Xin chào tất cả các bạn, mình là Đại và hiện tại mình là vlogger. Và sắp tới mình sẽ làm những vlog dành riêng cho cái trang bóng đá, chung bóng đá của chúng ta. Và mình sẽ dành tất cả các tình huống xảy ra trong một đội banh mà tất cả các bạn đều... Nhìn lên má. Dạ, và sau đây mình... Vô chủ đề chính, nhìn lên. Mày... Dạ, em vô bên đây chính. Dạ, em biết rồi ạ. Nãy giờ là chị giỡn thôi nha các bạn. Và sau đây, mình xin được giới thiệu tất cả các tình huống mà các bạn gặp phải khi đi đá banh cùng với hội bạn của mình. Đó là tình huống đầu tiên. Ây, được rồi. Bây giờ sắp tới mình sẽ đá banh với cái đội xóm láng giềng. Bây giờ tao đề nghị là thằng Sóc mày về mày bắt gôn. Còn thằng Lọ thì hay làm thế nào? Nha. Gì? Tại sao mọi người cứ bắt tao làm thủ môn á? Nè, tao nói cho mày biết nhá, tao là cái chân này ra chuyện nhà gỗ này không phải là gỗ thường nha, gỗ quý hiếm nha. Bởi vậy bọn mày phải cho tao làm tiền đạo. Mấy tháng trời cứ cho tao làm thủ môn thì không về qua. Không được, hôm nay tao nhất quyết tao làm tiền đạo. Này, mày có biết làm tiền đạo khó nào? Bây giờ mày muốn làm tiền đạo gì? Được rồi, hôm nay á, thì thằng Lọ sẽ làm thủ môn, còn mày làm tiền đạo, đồng ý không? Yeah. Hôm nay là ngày của tao rồi, tao được đây làm tiền đạo. Mày phải chết tao, thằng thủ môn bên kia cẩn thận đấy. Mày hãy nói với thằng thủ môn bên kia cẩn thận tao đấy nhá, tao sẽ sút cho nó. Mày làm tốt lắm, mày trốn giỏi như thế hả? Từ nay đi hả, nó bắt gôn miết rồi, nó không bao giờ dám làm thì đạo. Dám làm thì đạo với tao hả? Đây, phần của chú, tốt lắm. Cảm ơn. Đây, làm sao cứ tiếp tục nha. Rồi, được rồi, cảm ơn chú. Đáp tiếp đi mọi người. Sóc, ui dồi ôi Sóc ơi, mày chạy đi. Mày chạy nhanh lên, trời ơi, tao đặt tên cho mày là Sóc thì mày phải Sóc chứ. Mày phải chạy nhanh đi Sóc chứ không phải là Sóc ký, mày hiểu không? Ui dồi, thường ngày đi ăn cắp mày chạy nhanh lắm mà, xong đây mày chạy chậm thế. Kìa chị, chuyên quá cho nó đánh lâu. Ui dồi ơi, Lọ ơi, là Lọ mày cao như là hươu cao cổ. Mày đánh đầu không vào, mày phải ăn hai rồi thôi nhé. Ok, kìa, đi mày đánh gôn nhanh lên. Trời ơi, gôn mày đánh trong cái kia, nó xuống từ gôn nhà nó sang gôn nhà mình vào sao? Hôm nay nha, hôm nay bọn tao mà thua, tao cho mày trả hết tiền đấy nhá. Nhớ đi. Đó là kết cục của những thằng mà nói nhiều. Và sau đây, mình xin được giới thiệu với các bạn các tình huống. Một tình huống tiếp theo, đó là tình huống... Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Xong, trở về nhà. Sao trên đời lại còn sót lại một thằng con nhỏ ở hứa? Nó hứa này hứa nọ với mình, hứa là sẽ tới đúng giờ đúng địa điểm. Nó kêu mình đến trước, mời cuối cùng nó vẫn không đến, chỉ vì nó phải làm công việc. Alo, chào mấy giống mà 5 phút nữa tao tới nè. Trời ơi, đang coi xúc động quá. Tao tới nè giờ đấy. Em trong tay không khác đây. Em vô trước đi, chào anh đi. Tắm rửa sạch sẽ.
Alo em nghe. Dạ em tới rồi. Bây giờ em tới tới cổng rồi. Đang đang ghi cái xe thôi. Ừ ngay trước cổng này. Bọn anh cứ đá trước đi rồi rồi đá bốn người được chấp cho một người đi em vào. Ừ em bảo em ghi 5 bàn là xong nhưng mà có gì đâu. Kết thúc trận đấu ngay luôn. Ừ vậy nhá. Ừ. Gì mày? Alo. Trời ơi, đang tính đi nhưng mà mẹ tao bắt tao rửa chén cái này một đống chén dĩa đây này. Ừ, cả nhà hôm qua mới ăn xong tiệc xong rồi không ai rửa, mẹ tao bắt tao rửa này. Thôi 5 phút đi nhá. 5 phút mới qua được chứ giờ qua đây mày đừng có hối tao. Mày hối tao. Mày cho tao địa chỉ đi, tao tới liền đấy. Vâng. Đó là tất cả các tình huống mà mình muốn gửi đến các bạn. Và còn rất là nhiều tình huống khác nữa. Nhưng mà thời gian có hạn nên mình chỉ làm tới đây thôi. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Và các tình huống khác nữa và các chủ đề khác các bạn muốn mình làm thì hãy comment bên dưới đây.